Xin chào quý vị và khán giả Yêu Cây. Và hiện tại thì Yêu Cây đang có mặt tại hội chợ ở Vinhome Long Biên. Và Yêu Cây sẽ đi tham quan các gian hàng. Mọi người cùng Yêu Cây để đi tham quan nhé. Và chúng ta cùng vào các gian hàng để làm quen với các nghệ nhân và các chủ nhà vườn ạ. Em chào anh ạ. Chào em. Hôm nay rất là vui. Lần đầu tiên có mặt, em được đi hội chợ và theo chân ông xã đến đây. Và anh có thể cho em làm quen một chút được không ạ? Ok em. Vâng. Anh tên là gì anh nhỉ? Anh tên là Hoàn. Anh Hoàn ạ. Anh Hoàn, em thấy địa chỉ ở đây là nhà vườn Ngọc Linh đúng không anh? Đúng rồi, nhà vườn ở Ngọc Dân Linh Tiến, là Khoái Châu, Hưng Yên. Mình tên là Hoàn, còn đâu là tên nhà vườn Ngọc Linh là tên con gái. À, tên con gái, lấy tên con gái, ý nghĩa đấy ạ. Và hôm nay đến hội chợ thì anh mang nhiều cây đi không anh? Mình mang cũng một số tác phẩm mua về. Vâng, em thấy hình như nhà vườn mình toàn cây rất là khủng đúng không anh? Rất là to, già. Mình đại đa số là chơi cây hoa quả nhiều. Vâng, cây hoa quả, nhà mình là cây hoa quả nhiều ạ. Vâng. Tất cả loại hoa quả. Vâng. Đây là cây hồng xiêm anh nhỉ? Đây là cây hồng xiêm. Vâng. Mùa này đang quả... Anh quả hoa nhiều. Là quả đấy. Vâng. Cây này thì anh nuôi làm lâu chưa anh? Cây này thì anh cũng mua lại của anh em thợ xong là mình, vâng, mình nuôi thêm. Vâng. Ừ. To, già nhỉ? Cái này thì mới lấy về thì cũng chưa chỉnh trọt lại. Chắc chỉ hôm, vâng, nữa là cho anh em thợ lại. Vâng. Như cây này, những cây mà anh mang lên chợ hầu như là mình giao lưu hết đúng không anh? Đã mang ra chợ được gần như là giao lưu 100%. Vâng, vâng. Cây này thì giá khoảng bao nhiêu anh nhỉ? Nói chung là trị giá thì nó cũng bình thường thôi. Vâng, vâng. Nếu mà anh ấy thì ở trên đây có số điện thoại của anh Hoàn rồi, mọi người có thể gọi điện trực tiếp và liên hệ với anh. Đúng rồi. Đấy. Mọi người, khách hàng có nhu cầu. Rất là đẹp. Vâng. Tiếp theo cây hồng xiêm. Cây này là dáng gì anh nhỉ? Cây này nó là dáng bàn trà. Dáng bàn trà. Đúng rồi. À. Em thấy cũng ngả ngả như đúng thấy ấy, có dáng huyền. Nếu mà đại đa số chưa cây ăn quả thì mình thích nối cây bàn trà hơn. À vâng. Nó phù hợp với không gian. Vâng, vâng. Để khi mà mình ngồi thưởng trà, ngồi dưới bóng cây nó cũng ấy đúng không? Vâng. Cây này cũng rất là già. Nhìn cái... cây này như mình, anh chơi lâu, anh có xác định được khoảng tuổi không anh? Tuổi thì mình cũng khẳng định nó được cũng một vài số cây. Vâng. Nó cũng gọi là tương đối. Vâng. Không thể chuẩn 100% được. Vâng. Cây này cái bóng của anh đẹp quá nhỉ? Cái bóng đẹp. Ngồi dưới đây thưởng trà rất là hợp lý luôn. Mà cái cây hồng xiêm này chơi nó lành lắm. Vâng. Kể cả nếu vừa mà nói về phong thủy thì cây hồng xiêm này nhà nào chơi cũng được. À, à. Chơi rất tốt. Cây này rất là nhiều hoa quý vị nhé. Rất là nhiều hoa. À. Sai hoa. Mà cái hoa hồng xiêm này mọi người chưa chắc đã để ý. Cái hoa hồng xiêm cực thơm luôn. Vâng. À thế ạ? Lúc nó nở ra thơm lắm. Ở đây vì là em từng nói nhà có nhiều hồng xiêm chưa bao giờ. Đúng rồi, nhiều người không để ý nhưng mà anh làm cây quả thì anh cũng hay để ý. À. Những cây nào có mùi, mùi hoa, mùi quả. Những cây này chăm thì có khó không anh nhỉ? Cây này chăm nó dễ lắm. À. Đại đa số cây quả thì chăm dễ. Vâng. Vì căn bản là mình cần nhiều phân trên chậu hết rồi. À. Nó thuần hết rồi. Vâng. Đẹp lắm quý vị ạ. Lá cũng rất là đẹp luôn nhỉ, xanh gì. Hồng mùa xiêm này mà vẫn cái xanh. Là cái lá hồng xiêm này nó xanh quanh năm. Ồ thế ạ. Thường mùa đông các loại các lá cây nó thường có nó dụng sẽ nhưng mà nó dụng rất ít. Vâng. Không đáng kể. Vâng. Nó có lá già thì nó cũng phải dụng thôi nhưng mà cái ưu điểm với lá hồng xiêm này nó cực kỳ là xanh. Ừ. Mình chăm nó lúc nào nó xanh tít luôn. Đang có quả hoa quả. Đang ra hoa rất sai luôn. Vâng, sai nhiều hoa. Đây ạ. Cây tiếp theo đây là trứng gà đúng không anh? Đúng rồi, cái trứng gà. Trứng gà. Đây cũng dáng bàn trà ấy. Mình đa số dáng bàn trà. Dáng bàn trà. À. Cây này mới tiết rồi anh ạ. Vâng. Ừ. Cây này mới nữa anh cho thợ làm lại nó sẽ khác nhiều. À, vâng. Các cây này mới nữa cho anh em thợ nó làm lại hết. Vâng.
Đấy, như cây này cũng đang có hoa này. Cũng đang có hoa. Chú gà đang có hoa này. Rất là đẹp. Mát nhỉ? Đứng vào đây đang ở nắng vào đây đấy. Đúng rồi. Bây giờ nó được cây này nó được cái bóng nó mịn rồi. Vâng. Hồng xiêm, trứng gà, vú sữa, ba loại hoa quả ấy là nó là gần như là đứng đầu. Vâng. Anh ơi. Ơi. Rồi. Sao như nào? Rồi rồi. Cái thân dễ thân thân này nó đỏ đỏ này. Cây này cái không cái thân này là thân già. Cái thân nó già. Già. Cây này phải đỏ. Là cây cổ ấy, đúng. Cây trứng gà này chắc. Cái cây này nó già nó bung cái vỏ ra này. Anh nhỉ, cây này chắc nó phải nhiều chục năm rồi. Cây này cũng nhiều lắm rồi. Lu lên này. Đấy. Thân nó đỏ. Tay cành lu nước đầy đủ hết. Wow. Cây này thì cây ít rồi. Cây này của anh chắc tiền ít rồi. Chắc phải vài vài lít lít. Cây tiếp theo. Cây vú sữa. Cây vú sữa. Cây tùng, cây trong cây tùng. Cây tùng. Cây tùng này to đấy anh. Ôi. Vanh của nó khoảng bao nhiêu anh nhỉ? Con này vanh nó khoảng tầm 80. 80. Ôi, hơn chứ anh. Đây này. Nếu mà dưới gốc thì nó phải gần trăm. Vâng, đấy. To mà. Cái thân cái này xù xì là thể hiện nó rất là già. Có bạ nhỉ? Đúng rồi. Anh mới đổ thêm sơ dừa ở đây. Anh ơi, đổ cái sơ dừa ở trên để giữ ẩm. À, okay. Giữ ẩm cho nó. Mùa này nó hanh. Đúng rồi. Già đanh mà to thế. Cái này anh sở hữu lâu chưa anh? Nói chung là tất cả những mọi cây mà anh mua về thì anh chỉ lắn tỉa xong là nó ổn định một cái là anh em có nhu cầu thì mình lại chuyển nhượng cho anh em. Vâng. Bất cứ một cây nào. Vâng. Đẹp mát. Đây là cây vú sữa. Vú sữa. Thân to nhỉ? Cũng dáng dáng bàn chải ạ. Anh chơi cây thì có cái lét riêng của anh. Vâng. Cái đầu tiên là mình chơi cái lét cho mình nhá. Vâng. Xong còn anh em... Khi mà mọi người nhắc tới anh Hòa là mọi người biết là cây của anh là những người mà thích thưởng trà chơi ấy, đúng không? Đúng rồi. Chơi bàn trà các thứ nhiều, cứ nhắc đến anh Hòa là mọi người biết đến ngay thương hiệu. Nói chung là cây thì mỗi người thích một dáng. Vâng. Cái quan trọng nhất là mình cứ thích đầu tiên đó. Vâng, vâng. Và anh em ai thích những cái dáng nào thì người ta lựa chọn. Đúng rồi. Như cây này cũng phải rất là cổ già lắm người anh nhỉ? Đúng rồi. Thân nó to này. Cái này để giữ ấy hả anh? Cái này là cái bầu nó hơi cao. À. Chậu nó thấp thì anh muốn tôn cao lên một tí để cho tưới tắm cho nó sạch sẽ. À vâng. Trên này là anh để đất nè. Sơ dừa. Sơ dừa. Cây này được thuần trọng lâu chưa anh? Cây này nó làm bùn là mấy năm rồi đấy. Mấy năm. Cái này cây êm rồi. Cây này êm. À. Toàn bộ tất cả cây của mình gần như là thuần 100%. Vâng. Thì mình di chuyển khách khứa. Ví dụ cái bồn nó to nhỉ? Dòng vào bồn thì nó lành, nó không sợ bị ảnh hưởng. Chậu này là chậu xi măng đúng không? Chậu xi măng. Ừ. Rồi rất là dày, to. Đúng rồi. Giữ được cây to này. Vâng. Rồi cảm ơn anh Hoàn đã cho các khán giả yêu cây được biết tới nhà vườn Ngọc Linh đúng không ạ? Đúng rồi. Và được biết tới phong cách chơi cây của chủ nhân rất là thích cái dáng gọi là bàn trà. Và mọi người ai có nhu cầu tìm những cái cây có dáng bàn trà thì có thể tìm tới liên hệ với anh Hoàn. Và giá thì anh cũng có thể là thương lượng trực tiếp với anh Hoàn đúng không ạ? Và tiếp theo yêu cây sẽ truyền tải tới quý vị một số tác phẩm nữa của nhà vườn Ngọc Linh ạ. Và xin chào, hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả quý vị.